But you've been so out of touch, 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 touch. Thought about you way too much, 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 much. Over, overthinking us, us. Hello các bạn, thì hôm nay mình sẽ cùng nhau đi đến một cái hội chợ gọi là hội chợ truyền thống kinh điển siêu to khổng lồ của Dallas, Texas. Và nó là một cái thế lực gì đó mà gần như ai ở Dallas cũng cần phải biết và đều phải biết hết á. Và cái hội chợ này nó cách nhà mình khoảng tầm 40 phút lái xe. Rồi, 40 phút đã trôi qua, mình cũng đã đến nơi và đi qua cổng soát vé. Các bạn không cần phải tour đâu, mình cũng tour dùng cho các bạn đến cuối tập luôn. Thì hôm nay trời khá đẹp, mà mát mẻ và toát mồ hôi. Ủa gì vậy? Thường thì nhà tôi đi chơi chỉ có 3 người thôi, là tôi với ba mẹ. Thực ra nói vậy cho nó sang chứ tôi cũng biết thân phận của mình cũng chỉ là một anh caramel bất tử với thợ nháy rồi kiêm cả tài xế cho đôi vợ chồng trẻ này thôi. Tôi xin phép các bạn tôi lại tác nghiệp tiếp nha. Công việc mà, không kẹp nhé. Ui, cái góc nhìn buổi chiều nó chiêu hết sảy luôn ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái khu cảm giác mạnh nha. Thì cái khu này có một vài trò chơi, mình nghĩ là bạn sẽ phải thay quần sau khi chơi ấy. Hai cái trò vừa rồi nó chỉ là kiếp nạn thứ 80 và 81 thôi. Đấy, phía trước các bạn mới là Tây Phương Cực Lạc kìa. Đứng ở dưới đi, nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Khu tiếp theo ở đây nó là khu chơi trò chơi trúng thưởng. Nhưng mà mình cũng phải nói thật với các bạn, đó là các bạn chơi trò chơi thôi, vui thôi, chứ phần thưởng thì quên đi. Ở đây có rất là nhiều trò giúp cho bạn thua mà không biết chán. Giống như là nhóc này này, đấy, bạn đang vỗ vai là không sao đâu, tao biết mày sẽ thua mà, không sao đâu, cứ chơi đi. Ui, tự hào vãi các bạn ạ. Thì gần như là mọi năm mình đều đến đây chơi nha, nhưng mà đây là năm đầu tiên mình thấy có Vietnamese coffee, nó giống như là cà phê sữa đá này, và phở chiên giòn. Ui, đỉnh vãi trường luôn ấy, là mình kiểu đúng tự hào luôn ấy. Có điều ở đây nó không phải là người Việt bán mà lại là người da màu, mấy cả người Mexico. Nhưng mà it's ok, cũng thương hiệu đúng không? Đúng rồi, rất là tự hào luôn ấy. Ui, đúng trò chơi tuổi thơ của tôi luôn ấy. Oh man, nhớ Việt Nam thế nhở. Ai mà tung được cái vòng và trúng cái chai ấy thì sẽ được tặng con giá mặt thộ này. Nhìn mắt nó ngáo dã man luôn ấy. Chán đời thật sự. Mình ở đây, xong rồi mình đi, mình đi ra đây. Mình đang ở đâu? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Các bạn coi đến bây giờ chắc chỉ tầm 3 phút đúng không? Nhưng mà thực ra nhà mình đã đi bộ từ chỗ mà cổng vào đến cái chỗ mà mình chỉ tay ấy, đó là gần 45 phút. Mình mới ra đây thôi. Bây giờ mình đi thẳng xuống, mình ra đây. Sao mình thế này? Rồi, thấy sư nương cầm máy ảnh thì chắc các bạn cũng đoán được là mình lại phải tác nghiệp tiếp rồi đấy. Thôi thì các bạn cùng với mình chụp những bức ảnh đẹp nhất cho cặp vợ chồng trẻ U80 này nhé. Chia sẻ thật với các bạn thì cái ảnh này tôi ghép vào thôi, chứ thực ra thì tôi cũng không được. Thôi mình đi tiếp đi. Khu tiếp theo đó là khu trưng bày xe. Thì thường thì khu này nó sẽ trưng bày những cái xe mà phổ biến hoặc là được nhiều người ưa chuộng ở Mỹ. Cuối cùng thì chủ tịch cũng chốt được con màu đỏ. Thực ra thì cũng là do hợp tuổi thôi, chứ còn giá thành với cả mẫu xe nó cũng không quan trọng lắm. Bốc phét ít thôi. Mẹ thì lại thích màu kem cơ, vì cơ bản là màu kem nó sáng chói như màu tóc của bà đang có đấy, nó hợp với khu thời trang hơn. Mà quan trọng là phải chụp coi có ăn ảnh không. Ăn ảnh thì mới mua, còn không ăn ảnh thì còn phải xem xét. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Phát sinh ra một vấn đề nữa, đó là chụp cho nàng đẹp thì chưa đủ, chàng cũng phải ăn ảnh luôn. Thế thành ra là mình cũng phải chụp các góc để coi là chàng với nàng nó trên chiếc xe này nó có chơi không, nó có chất không. Chụp hết đủ mọi góc rồi thì chúng tôi mới thấy là cái chiếc xe này nó bình thường quá. Nó chưa có đủ tầm ấy. Thế thành ra là chúng tôi sẽ tìm một con xe nào nó tầm cỡ hơn để mà chụp. Còn mua thì tầm của chúng tôi nó lại chưa tới. Buổi tối thì ở đây sẽ có cái diễu hành, sau đó thì sẽ là nhảy,
rồi nhạc nước và bật pháo hoa. Thì mọi người cùng coi luôn nhé. Chạy ở kiểu gì, tôi biết là lịch đã là 8 giờ mới có show ca nhạc, nhưng mà lại ngồi vật vờ vật vé ở đây từ chiều. Tưởng là sẽ chán nhưng mà ai ngờ lại chiêu. Đúng là hảo hán, đầu đội nền, chân đạp dép, bốn bể là giường. Thôi cái đoạn này thì tôi sẽ bớt nói lại để các bạn cùng coi show với tôi nhá. Ôi, tình cảm chưa, tình cảm chưa? Đúng là tiên đồng ngọc nữ có khác. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là mình đi chơi tiếp. Cái vibe buổi tối nó hoàn toàn khác. Cơ bản là mọi người đi làm về nên bây giờ mới họp chợ được. Rồi buổi tối nó lên đèn nhìn lung linh sao sáng này, nhộn nhịp hơn hẳn đúng không? Đây là miếng heo quay đã quay được 1 tiếng đồng hồ. Lỗi tôi, trí tưởng tượng mày cao quá. Rồi lên lại này. Mùi đời chưa đủ đắng cay hay sao mà em phải liếm xà bông thế này? Cái đoạn này mình thấy một bạn rất là dễ thương, xong bạn ấy chào mình đấy chứ. Nhưng mà... cái nụ cười của bạn ấy, thật sự là nó ám ảnh kinh khủng luôn đấy. Giờ ăn tới rồi. Thì mình đi đến đây tầm 5 rưỡi, bây giờ là 9 giờ rồi, đã đến lúc cần phải nạp năng lượng rồi. Thì cái chỗ này ấy là gần như những cái năm mình đến đây ấy là đều mua đồ ăn ở đây hết. Thì nó nổi tiếng ở cái turkey leg, cái chân con gà Tây ấy. Ở trong cái chợ này ấy thì nó lại không có dùng tiền. Nó lại dùng tem phiếu như kiểu bao cấp ngày xưa ấy. Thì để mà có được những cái tem phiếu này thì chúng ta lại phải dùng tiền để mua. Ủa? Gì đó? Ta bay mất 45 đô, tức là khoảng tầm 1 triệu ở Việt Nam. Nhưng mà mình lại có được sức mạnh của đồng tiền. Giờ mình tiêu xài thôi. Giàu rồi. Rich kid rồi. I'm rich. Tranh thủ nam chính không có ở đây thì nam tám lên ngôi. Này, khoai tây bằng ngang tay luôn. Cái đoạn này thì mình cố cắn một miếng to để mà làm thumbnail ấy. Nhưng mà nhai nó chắc đúng chắc đến sáng mai thật luôn ấy. Mỏi răng mà nhai trong nước mắt, nhai trong xót xa. Cái giá tiền nó chát bãi cả trưởng nha. Cái đùi gà này bay mất chắc là hơn 500 nghìn của tôi. Thôi, đi chơi mà. Dáng chịu. Ngày xưa là đầu tiên đi ăn thấy ngon chắc nhỉ? Bây giờ thì ăn như Deep Talk Show. Mình nhận ra được một cái điều, đó là khi mà gia đình mình đang có một cái mood không được vui vẻ, hoặc là hay khẩu chiến, hoặc là đang trong một cái tâm trạng nào đó đấy, thì việc mà chúng ta đưa gia đình đi ra một cái không gian nào đó nó rộng này, nó có thiên nhiên thì càng tốt này, như kiểu sông hồ ấy, và ngồi đấy uống một ly nước nè, rồi ngồi chill với nhau thôi ấy. Và cái không gian đấy nó chữa lành cho chính mình. Và khi ngồi đó bạn sẽ cảm nhận được là mọi ưu phiền, âu lo, bực dọc nó được đặt xuống rất là nhẹ nhàng.
vào tim mình đi. Kể từ lúc đó đấy, những nụ cười nó sẽ dần dần xuất hiện.